Chào mừng các bạn đến video thứ hai trong cái loạt bài lập trình Android cho người mới bắt đầu. Ở bài trước thì mình đã giới thiệu cho tất cả các bạn cách mà chúng ta đã cài đặt môi trường lập trình trong Android, bao gồm có cài đặt tool code Android Studio cũng như là cài đặt JDK. Thì bài này thì mình xin giới thiệu cho các bạn là một cái khái niệm nữa trong Android, đó chính là SDK. Thì SDK là gì? Thì các bạn có thể lên trên mạng, các bạn search với từ khóa này. Đây, SDK trong Android là gì? Thì ở đây thì nó đã giải thích khá chi tiết và cụ thể. Thì SDK nó là viết tắt của từ Software Development Kit, ba chữ cái đầu tiên. SDK nó là một công cụ và phần mềm dùng để phát triển ứng dụng thông qua một nền tảng nhất định. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là nếu như các bạn lập trình Android thì nó sẽ có một bộ công cụ SDK Android sử dụng ngôn ngữ Java để dùng để lập trình các ứng dụng trên nền tảng Android. Tương tự với các nền tảng khác như iOS, Windows thì nó cũng có cái bộ SDK tương ứng. Thì đây là lý thuyết về SDK, còn thực tế SDK nó là cái gì thì các bạn hãy mở cái tool code Android Studio lên. Đây, đây chính là cái cửa sổ đầu tiên mà khi mà các bạn chạy cái phần mềm Android Studio thì các bạn vào cho mình phần config này, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái option thứ hai đó là SDK Manager, thì các bạn click vào đây. Đây, đây chính là cái quản lý của cái SDK Android. Thì khi mà các bạn download cái phần mềm Android Studio từ trang chủ về, nó sẽ tự động download cho các bạn một cái SDK. Và cái đường dẫn của cái file SDK đó thì đây, chỉ các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, đây chính là cái đường dẫn của cái file SDK mà cái Android Studio nó tự động download cho các bạn. Ở đây thì bên cạnh nó có một từ edit như này. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà các bạn mà có một file SDK bên ngoài thì các bạn hoàn toàn có thể tích hợp cái SDK đó vào trong Android Studio bằng cách là chúng ta sẽ chỉ cái đường dẫn này đến cái file SDK của các bạn. Đây thì Android nó tự download cho chúng ta một cái SDK. Còn nếu như mà các bạn có một SDK thì các bạn có thể edit và config cái file SDK của bạn vào trong tool code Android Studio. Tiếp theo về các phần quản lý của cái SDK này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở đây nó sẽ có ba cái tab. Đây các bạn nhìn thấy này, một đó là SDK Platform, hai đó là SDK Tool và cuối cùng là SDK Update Style như này. Thì các bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái tab đầu tiên. Đầu tiên ở cái tab SDK Platform này thì đây các bạn có nhìn thấy. Đây chính là chỗ mà quản lý tất cả các version Android từ trước đến nay. Đây các bạn thấy hiện tại là mới nhất nó là Android 9 này. Thì khi mà các bạn download Android Studio mà các bạn tạo một project đầu tiên ấy thì nó sẽ mặc định là nó sẽ download cho các bạn một cái version và thường nó là version mới nhất. Thì ở đây thì ở trên máy mình thì mình download version từ 5.0 đến version 9.0. Thì giả sử như cái ứng dụng của các bạn mà support Android thấp hơn, ví dụ như là support cả các điện thoại Android chạy với hệ điều hành Android 4.4 chẳng hạn, thì các bạn cần phải download cái SDK tương ứng của nó. Đây các bạn có thể thấy đây. Nếu các bạn muốn download của cái version nào thì các bạn click vào cái ô checkbox ở đầu tiên này và chúng ta ấn OK thì nó sẽ hỏi là các bạn có muốn download cái này không? Thì các bạn ấn OK như thế này. Đấy, thì nó sẽ bắt đầu download cái SDK tương ứng với cái version mà các bạn lựa chọn. Ở đây thì các bạn có thể tùy thích download cái version mà các bạn ứng dụng của các bạn sẽ support từ version bao nhiêu đến version bao nhiêu. Tiếp theo là phần SDK Tool. Thì ở đây sẽ có rất nhiều phần mà nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta tạo cái project. Đây các bạn này thấy này. Thì lời khuyên của mình là trong cái file SDK Tool này thì chúng ta lên download tất cả những cái tool mà thằng SDK này nó hỗ trợ. Ở đây thì có một số cái tool mình mặc dù là không cần thiết trong tất cả các dự án, tuy nhiên mình khuyên các bạn lên cài đặt tất cả luôn thì nó sẽ tránh được một số lỗi mà liên quan đến cái SDK tool này. Thì các bạn cũng tương tự thôi, các bạn muốn download cái tool nào thì các bạn chỉ cần tích vào bên này và chúng ta ấn OK thì nó sẽ hỏi có muốn download không, và chúng ta ấn OK là nó sẽ bắt đầu download. Còn ở đây là có một cái rất hay, đó chính là khi mà các bạn download cái gì rồi ấy, thì nó sẽ hiển thị, khi mà có một cái version update thì nó sẽ hiển thị cái version update available ở đây, thì các bạn có thể update, các bạn cũng click vào đây và chúng ta ấn OK là nó sẽ hỏi các bạn là có muốn update hay không. Đó.
Mình nhắc lại là mình khuyên các bạn lên download tất cả các cái tool ở trong cái tab SDK tool này. Còn cái SDK platform thì các bạn chỉ download những cái version mà các bạn ứng dụng của các bạn hỗ trợ thôi. Ok. Vậy là xong cái phần khái niệm cũng như là cái cách cái config SDK trong Tool Code Android Studio. À, tiếp theo thì mình muốn trả lời một câu hỏi mà mình gặp khá nhiều người hỏi khi mà mình ở công ty mình. Đó chính là các bạn thường hỏi là chúng ta có thể cài đặt nhiều Tool Code Android Studio này trên một máy tính hay không? Thì câu trả lời là các bạn hoàn toàn có thể cài đặt nhiều cái version Android Studio trên một máy tính và các version Android Studio đó có thể trỏ đến một file SDK thông qua cách mà mình vừa chia sẻ các bạn. Tất cả các phần mềm, các version Android Studio đều có thể sử dụng chung một cái SDK bằng cách là chúng ta config đường dẫn ở đây. Thì để download nhiều phiên bản Android Studio thì chúng ta làm như nào? Thì chúng ta vẫn vào cái trang download Android Studio như bình thường. Đây, các bạn nhớ cái trang mà nó cho chúng ta download các phiên bản khác nhau của Android Studio. Đây, chúng ta vào phần Ready Note này. Preview. Đây, các bạn ấn vào phần More Download. Rồi, các bạn đồng ý với tờ. Đây, đây là danh sách tất cả những cái version Android Studio từ trước đến nay. Thì khi mà các bạn đã cài đặt một cái Android Studio bằng cách cài đặt bằng file EXE rồi ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn cách download khác. Đây, mình ví dụ như mình muốn máy mình đã có một phiên bản Android Studio rồi, bây giờ mình muốn cài thêm một cái Android Studio 3.6.1 chẳng hạn, thì các bạn không không lên các bạn có thể không download cái file EXE để cài đặt nữa mà các bạn download thẳng cái file zip này. File zip đây. Ở đây nó có một cái option cho các bạn lựa chọn file zip. Thì khi các bạn download cái file zip này về thì các bạn giải lén cái file zip này ra. Thì chúng ta dùng luôn, chúng ta không cần phải cài đặt gì cả. Thì khi các bạn giải lén cái file zip này ra ấy, thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ như cái thư mục Android các bạn cài đặt ở đây. Đó, nó sẽ đủ các thư mục bin gradle như thế này. Thì các bạn click vào phần bin và các bạn có thể thấy cái studio application đây các bạn. Đây chính là cái chúng ta cái để chúng ta chạy cái Android Studio. Thì khi các bạn chạy cái Android Studio này lên rồi thì chúng ta có thể config cái file SDK mà các bạn đã dùng của phiên bản trước vào cái phiên bản này luôn, cũng không vấn đề gì cả. Đó, rất đơn giản thôi. Thì bài chia sẻ của mình đến đây mình cũng dừng tại đây thôi. Thì trong cái bài sau thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách để chúng ta chuẩn bị các thiết bị để chúng ta thực hiện code Android. Tức là các bạn cần một cái thiết bị di động để chúng ta build cái app của chúng ta lên. Thì chúng ta chuẩn bị như thế nào và có những cách nào thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn trong những cái trong cái video lần sau. Xin chào tất cả các bạn.